Chương 76, trong phòng của Cầm Cầm, tiếng mèo kêu từng đợt này đến đợt khác vang lên, An Hạnh Nhi làm như không nghe thấy, cô cố ý nói những lời muốn nói với Diệp Phỉ Vân cho Cầm Cầm nghe, nói xong cô lại khuyên nhủ, nhất định phải đợi cảm xúc cô chủ của cô ổn định lại rồi mới nói cho cô ta biết. Vâng, vâng, thưa mợ bà. Cầm Cầm lúc này đã hoảng sợ, mặt tái nhợt, chắc cô ta cũng không nghe thấy An Hạnh Nhi nói gì. An Hạnh Nhi làm như không phát hiện ra vẻ mặt Cầm Cầm đã thay đổi, cô xoay người rời đi. Trước khi rời đi, thật ra cô đã tắt âm thanh video trong túi áo, sợ cô vừa đi tiếng mèo kêu đã hết sẽ khiến Cầm Cầm nghi ngờ. Đương nhiên, với tình hình hiện nay của Cầm Cầm, chắc cũng không nghĩ được nhiều đến vậy. Khi An Hạnh Nhi ra khỏi phòng còn cố ý khép hờ cửa phòng, lúc đó Cầm Cầm đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không phát hiện ra những điều này. Cô ta chỉ thấy An Hạnh Nhi ra khỏi phòng mình, toàn bộ cảm xúc mới hoàn toàn bộc lộ ra, hốc mắt cô ta đỏ hoe, ương ướt, nước mắt cũng không ngừng trào ra từ khóe mắt, cô ta liên tục lẩm bẩm, Pamela, không phải cô muốn giết con, thật sự không phải cô, là cô chủ bảo cô làm vậy, nếu con có gì không hài lòng, nếu con muốn báo thù thì đừng tìm cô, đi tìm cô chủ được không, cô thật sự chỉ vì để sống, cô thật sự chỉ vì giữ công việc hiện tại của mình. Gia đình cô còn cần cô nuôi, cô cầu xin con đừng đến tìm cô được không? Cầm Cầm cực kỳ đau khổ. Thực ra, sau khi Pamela bị cô ta dìm chết, cô ta cũng không chấp nhận được, vậy nên đã làm theo lệnh của cô chủ, ôm thi thể Pamela diễn vở kịch này cùng cô chủ. Sau đó cô ta tự nhốt mình trong phòng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh sau khi Pamela chết, khi chết mắt nó mở to nhìn cô chằm chằm. Bây giờ cô ta hơi hối hận, vì công việc mà làm việc. Vì công việc mà cô ta đã mất sạch lương tâm, cứ nghĩ đến Pamela là cô ta lại sụp đổ, dù sao thì Pamela cũng được cô ta chăm sóc từ nhỏ, cô ta chăm sóc nó như con của mình, ngoài cô chủ ra thì nó bám cô ta nhất, nhưng cô ta đã thật sự tự tay giết nó, giết đứa con của mình, cô ta không chấp nhận được sự thật này nên đã cố gắng trốn vào phòng để điều chỉnh cảm xúc, nhưng không ngờ mợ ba lại tới tìm cô ta vất vả lắm mới miễn cưỡng vượt qua được. Khiến người khác không nghi ngờ mình. Bây giờ đột nhiên nghe thấy tiếng kêu u oán của Pamela. Vừa nãy Tiểu Xuân tới tìm cô ta đã nghe thấy rồi. Bây giờ mợ ba tới tìm, cô ta cũng nghe thấy. Ban đầu cô ta tưởng đó là ảo giác, nhưng tiếng kêu ấy thật sự quá thật. Cô ta lại nhớ lại mợ ba vừa nói mèo có linh tính. Lúc này cô ta thật sự đã bị dọa sợ. Không, cô ta phải chôn Pamela. Cô ta phải chôn cất đàng hoàng. Còn phải tìm thầy tới độ pháp để nó được an nghỉ. Nghĩ vậy, Cầm Cầm đột nhiên lao về phía cửa, cô ta vừa quay người lại đã giật mình, bởi vì cô ta nhìn thấy mợ ba vẫn đang đứng ở cửa chưa hề rời đi, rõ ràng vừa nãy cô ta đã thấy mợ ba đi rồi, sao bây giờ lại quay lại, những lời cô ta tự lẩm bẩm vừa nãy, chắc chắn chưa bị mợ ba nghe thấy, Cầm Cầm tự An Hạnh Nhi ủi bản thân, giờ phút này cô ta lại gắng gượng khiến bản thân nhìn bình thường nhất có thể, mợ ba còn có chuyện gì sao? An Hạnh Nhi lạnh lùng nhìn cô ta, nói thẳng, Diệp Phỉ Vân bảo cô giết Pamela, không phải, Cầm Cầm vội phản kháng, trong cô ta cực kỳ kích động, dáng vẻ sau khi bị vạch trần, muốn che giấu, thật sự không phải, cô chủ yêu Pamela như thế, sao có thể giết nó được, mợ ba đừng đổ oan cho cô chủ là người tốt, cô ấy lương thiện, đến một con kiến cũng không dám giẫm chết, sao có thể làm ra chuyện độc ác như vậy, sao có thể. Cầm Cầm nói đến đây đột nhiên dừng lại, bởi vì, An Hạnh Nhi đã lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại chính là hình ảnh vừa rồi Cầm Cầm tự lẩm bẩm một mình, hiển nhiên là đã bị An Hạnh Nhi quay lại, Cầm Cầm không tin được nhìn An Hạnh Nhi, cô ta đoán được vừa nãy An Hạnh Nhi đã nghe thấy lời mình nói, nhưng không ngờ mợ ba còn quay video lại, cô ta vốn định chết không chịu thừa nhận, dù sao chỉ có hai người, cô ta không thừa nhận thì An Hạnh Nhi cũng không làm được gì cô ta. Chỉ cần cô ta cắn răng kín miệng là được, nhưng bây giờ đã có chứng cứ xác thực, có trăm cái miệng cũng khó mà cãi lại. Cầm Cầm ngẩn ra, nhìn An Hạnh Nhi trước mặt, vẻ mặt cứng đờ. Giây tiếp theo, phịch một tiếng, Cầm Cầm đột nhiên quỳ xuống trước mặt An Hạnh Nhi, mợ ba, cầu xin mợ đừng nói cho ông bà chủ, đừng nói cho bất kỳ ai, tôi không muốn mất công việc này, tôi không muốn, tôi vẫn còn em trai, em gái cần nuôi. Tôi mất việc thì chúng sẽ không được đi học, cầu xin cô ta vừa nói nước mắt, nước mũi cứ thế tuôn rơi, trông cực kỳ đau khổ, An Hạnh Nhi cất điện thoại đi,
tỏ vẻ thờ ơ trước vẻ đau khổ của Cầm Cầm. Cô nói, chuyện này không trách cô, cũng là Diệp Phỉ Vân yêu cầu cô làm vậy. Cô chủ cũng là, Cầm Cầm vẫn muốn nói giúp Diệp Phỉ Vân. Thật ra tôi biết rất rõ vì sao cô ta lại làm như vậy, cô không cần giải thích cho cô ta. Nếu cô muốn tôi giúp cô ở lại nhà họ Diệp, hoặc dù bị đuổi khỏi nhà họ Diệp vẫn nhận được một khoản bồi thường hậu hĩnh thì chỉ cần làm theo lời tôi nói, tôi đảm bảo cô có thể hùng hồn ra đi. An Hạnh Nhi nói từng chữ, Cầm Cầm không tin lắm, An Hạnh Nhi không lằng nhằng, cô nói thẳng cho Cầm Cầm kế hoạch của mình. Cầm Cầm vội vàng lắc đầu, không, không được, tôi không thể phản bội cô chủ, cô chủ đối xử với tôi không tệ, tôi không thể bán đứng cô chủ, bán đứng hay không đã là sự thật rồi. Bây giờ chỉ cần tôi đưa video này cho người nhà họ Diệp xem, cô nghĩ cô còn có thể che giấu được nữa không? Nếu không cô định bị đặt rằng video này là do tôi ép cô quay chắc. An Hạnh Nhi lạnh giọng nói, không, không, tôi không dám đổ oan cho mợ ba. Cầm Cầm sợ hãi, nhanh chóng phủ nhận. An Hạnh Nhi đã lường trước được Cầm Cầm không có lá gan này. Hơn nữa từ dáng vẻ tự trách mình của Cầm Cầm vì cái chết của Pamela, về cơ bản có thể khẳng định bản tính của Cầm Cầm không phải người xấu, vậy nên vẫn có thể thương lượng với cô ta, vậy thì cứ nói sự thật thôi. An Hạnh Nhi thuyết phục, hơn nữa, không phải cô phản bội cô chủ nhà cô đang giúp cô ta, chắc cô cũng biết cô ta làm vậy là không đúng mà, phải không? Cầm Cầm không trả lời, chỉ cắn chặt môi không biết làm sao. Diệp Phỉ Vân thích Diệp Thương Ngôn là không đúng, phải không? An Hạnh Nhi nói thẳng, Cầm Cầm giật mình. Cô ta nhìn chằm chằm An Hạnh Nhi, dường như rất ngạc nhiên, sao cô lại biết chuyện này? Chương 77, tiểu tổ tông của tôi chỉ có em, tin tôi đi, cô đang giúp Diệp Phỉ Vân chứ không phải hại cô ta. An Hạnh Nhi lại khuyên nhủ, Cầm Cầm không dám gật đầu, nhưng cũng không dám từ chối, cô ta chỉ nhìn An Hạnh Nhi, vẫn chưa hạ quyết tâm được, thật ra cô cũng không có lựa chọn nào khác. An Hạnh Nhi nói, cô giết Pamela là sự thật rất rõ ràng, thứ nhất, Pamela không hề tự trượt chân rơi xuống hồ mà chết, chưa nói đến bản năng của mèo là biết bơi, cho dù Pamela bị nuôi nhốt mà mất đi khả năng này thì khi rơi xuống nước chắc chắn sẽ phát ra tiếng động lớn, mà biệt thự nhà họ Diệp có nhân viên bảo vệ tuần tra 24/24, nhưng không ai phát hiện ra Pamela rơi xuống nước, khả năng duy nhất là sau khi bị ai đó giết chết rồi ném xuống nước. Thứ hai, Pamela không thể nào là tự chìm chết, vậy thì là bị giết. Kẻ gây án có thể làm không gây ra tiếng động, không để Pamela trước khi chết phát ra tiếng kêu cứu thì chỉ có thể nói lên Pamela bị người mình tin tưởng hại chết, vì nó không ghét người đó lại gần nên sẽ không kêu, mà trong số người làm ở biệt thự, thậm chí người nhà Diệp cũng biết ngoài Diệp Phỉ Vân ra, người Pamela gần gũi nhất chỉ có cô, chắc chắn Diệp Phỉ Vân không thể tự tay giết Pamela, người còn lại chỉ có thể là cô. An Hạnh Nhi nói rất thẳng thừng, đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu tôi đã biết Pamela là do cô giết, vậy nên tôi mới bảo Tiểu Xuân đi cùng tôi, để lộ sơ hở của cô. Cầm Cầm đột nhiên sững sờ, cô ta trợn to mắt nhìn An Hạnh Nhi, tiếng mèo kêu khi nãy không phải ảo giác của tôi, là, đúng, là tôi và Tiểu Xuân cố ý bật cho cô nghe. An Hạnh Nhi thừa nhận, Cầm Cầm nhìn An Hạnh Nhi chằm chằm, dường như cô ta không ngờ mình lại bị nghi ngờ nhanh như vậy, còn bị tính kế. Cô ta vẫn luôn cho rằng vừa nãy mình đã che giấu rất tốt, đã lừa được mợ ba. Đương nhiên, những lý luận tôi vừa đưa ra không quan trọng, dù sao tôi cũng chỉ nói lời từ một phía, không có hiệu lực pháp lý. Nếu cô không muốn phản bội cô chủ của cô thì tôi cũng không làm khó. Nhưng có điều này tôi phải nhắc nhở cô, Bắc Văn Quốc có luật bảo vệ quyền vật nuôi. Trong đó có một quy định nếu động vật bị hãm hại sẽ trừng phạt theo điều khoản theo quy định của luật bảo vệ quyền vật nuôi. Hình phạt cao nhất là có thể bị kết án 3 năm tù giam. Tôi nghĩ chắc Pamela đã được làm giấy tờ vật nuôi rồi. Bây giờ nó bị hãm hại, cô đã vi phạm đến quyền bảo vệ vật nuôi. Không truy cứu thì thôi, nếu thật sự truy cứu, An Hạnh Nhi híp mắt, ngồi tù là điều đương nhiên. Không, tôi không thể ngồi tù, tôi không thể. Cầm Cầm trở nên kích động, em trai tôi học luật, nếu tôi ngồi tù sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nó. Tôi không thể để lại vết nhơ cho em trai, tôi không thể, vậy nên vừa nãy tôi đã nói cô không còn sự lựa chọn nào khác. An Hạnh Nhi vẫn không quan tâm lắm đến sự sụp đổ của Cầm Cầm, chuyện này vốn không trách cô, nhưng nếu cô che giấu sự thật thì cũng chỉ cô mới phải gánh chịu hậu quả. Nếu không muốn gánh chịu thì cách tốt nhất là để sự thật được đưa ra ánh sáng, tôi đồng ý. Cầm Cầm nặng nề gật đầu,
Dưới cái nhìn áp bức của mợ ba, cô ta không còn cách nào khác, để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Hơn nữa mợ ba nói đúng, cô chủ thích cậu ba là điều không đúng, cô ta nên nói cho ông bà chủ biết chuyện này và ngăn cản. Được, An Hạnh Nhi cũng không quá vui vẻ trước lời đồng ý của Cầm Cầm, cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, dễ dàng khiến Cầm Cầm phải khâm phục. Cô ta luôn cho rằng cô chủ đã rất thông minh rồi, biết cách khiến mọi người phải nghe lời mình, biết cách thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí trong chuyện cô chủ bắt nạt cô đồng trước đây, cô đồng cũng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể kìm nén cơn giận. Lần này cô chủ đối phó với mợ ba, Cầm Cầm cũng nghĩ đây là chuyện rất dễ dàng. Dù sao nhìn mợ ba là thấy thuộc kiểu người không bị ảnh hưởng bởi thị phi thì sẽ không truy cứu. Quả nhiên, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cuối cùng cô chủ cũng gặp được người lợi hại hơn mình. Trong căn nhà này, chỉ có cô ta ở bên chăm sóc cô chủ. Cô chủ không giả vờ với cô ta. Những người khác kể cả ba mẹ của cô chủ cũng không biết cô chủ là người thế nào. Mà mợ ba chỉ mất nửa ngày đã nhìn thấy mọi sự ngụy trang của cô chủ. Mợ ba thật sự không phải người đơn giản. Sau khi nói chuyện với Cầm Cầm xong, cô trở lại phòng ngủ của Diệp Thương Ngôn. Cô vốn định đợi người nhà họ Diệp về, nhưng đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của Vân Vũ Phương. Bà nói, Hạnh Nhi à, bác sĩ nói Văn Văn không sao, mọi người cũng về nhà luôn. Mẹ nghe người làm nói con vẫn ở nhà. Mẹ nói, mẹ, ba mẹ về đi, yên tâm, con sẽ không để Văn Văn nhìn thấy con. Hạnh Nhi, mẹ đã khiến con chịu thiệt thòi rồi. Vân Vũ Phương rất tự trách. Không đâu ạ, con hiểu nỗi khó xử mẹ mà, nếu là con thì con cũng làm thế, con hiểu là tốt, khi nào Văn Văn ổn định lại, mẹ sẽ xử lý mối quan hệ giữa con và nó. Vâng, Vân Vũ Phương lại nói thêm vài lời an ủi An Hạnh Nhi, sau đó mới kết thúc cuộc gọi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Hạnh Nhi vẫn chưa đi, cô chỉ đồng ý không gặp Diệp Phỉ Vân chứ không đồng ý rời khỏi biệt thự nhà họ Diệp, chưa vạch trần Diệp Phỉ Vân, sao cô có thể dễ dàng rời đi như vậy. Cô nằm trên ghế sofa trong phòng, cho đến khi cửa được đẩy ra, Diệp Thương Ngôn nhìn cô trong phòng, vẫn có một giây ngạc nhiên, anh nói, tôi cứ nghĩ em đã cụp đuôi bỏ chạy rồi, giọng điệu mang theo sự trêu đùa rõ ràng. An Hạnh Nhi liếc nhìn Diệp Thương Ngôn, anh mong tôi bỏ đi lắm đúng không, để không động đến tiểu tổ tông nhà các anh à. Câu cuối cùng cô nói còn mang theo chút châm chọc. Diệp Phỉ Vân được người nhà họ Diệp chiều quá mà coi trời bằng vung. Vừa nãy cô nằm trên sofa không có việc gì làm, cô đã cẩn thận tính toán người nhà họ Diệp, mặc dù kiếp trước không ở cùng tiếp xúc nhiều, nhưng từ thời gian ở chung ngắn ngủi, có thể thấy hình như ngoại trừ Diệp Phỉ Vân, mọi người nhà họ Diệp đều rất yêu thương nhau, không có nhiều hụt hạt, cũng đối xử với cô rất chân thành, thậm chí cô còn thấy hơi may mắn, nhà họ Diệp hoàn toàn khác người nhà họ Cố, chỉ một mình Diệp Phỉ Vân có nhân cách méo mó. An Hạnh Nhi thầm suy đoán, đúng lúc này, người cô chợt căng thẳng, khuôn mặt Diệp Thương Ngôn đột nhiên phóng to trước mặt cô nhìn anh với vẻ phòng bị, rõ ràng cô đang nằm một mình trên sofa, Diệp Thương Ngôn lại đây làm gì, cô đang định phản kháng thì nghe thấy giọng nói cực kỳ từ tính của Diệp Thương Ngôn, tiểu tổ tông của tôi từ trước đến giờ chỉ có em, không có ai khác. Chương 78, châm dầu vào lửa. Tiểu tổ tông của tôi từ trước đến giờ chỉ có em, không có ai khác, giọng Diệp Thương Ngôn trầm thấp, lời nói sến sẩm được anh nói ra như nước, vang vọng bên tai cô rất lâu. An Hạnh Nhi không biết sao Diệp Thương Ngôn có thể thuần thục trêu ghẹo một cô gái như vậy, những lời cực kỳ cưng chiều này sao anh nói được ra miệng chứ, mấu chốt là với giọng nói cực kỳ từ tính của anh, là con gái thì đều không cưỡng lại được, miệng lưỡi trơn tru. An Hạnh Nhi giả vờ tức giận, thực ra là cô đang che giấu sự hoảng loạn trong lòng, cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ rất dễ bị tên xấu xa trước mặt trêu ghẹo. Tư Tư nói đúng, cho dù không thể ở bên Cố Quân Tường thì cũng không được ở bên Diệp Thương Ngôn, đàn ông, không có tên nào là tốt, buông tôi ra, tôi còn có chuyện rất quan trọng phải làm. An Hạnh Nhi đẩy Diệp Thương Ngôn đang dựa trên người cô ra, người đàn ông này nhìn không hề mập chút nào, khi mặc quần áo vào nhìn hơi mảnh mai, gầy gò. Không biết sức nặng đang đè trên người cô lúc này sao lại như đá, khiến cô không thể động đậy. Diệp Thương Ngôn thấy cô đã đỏ mặt thì không trêu cô nữa, đứng dậy khỏi người cô. An Hạnh Nhi thở phào nhẹ nhõm, cô điều chỉnh lại cảm xúc, làm cho mình trông nghiêm túc hơn. Diệp Thương Ngôn, tôi có chuyện này muốn nói với gia đình anh. Diệp Thương Ngôn gật đầu,
dường như đã đoán được, anh đi xem em gái anh đã về phòng chưa đi. Diệp Thương Ngôn cau mày, làm phiền rồi. An Hạnh Nhi rất khách sáo, Diệp Thương Ngôn trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lúc này đột nhiên sắc mặt anh không được tốt lắm, anh xoay người rời đi. Một lúc sau, anh đứng ở cửa, dáng người thon dài ung dung dựa vào cửa, nói với An Hạnh Nhi, về phòng rồi, em có thể ra rồi. Giọng điệu này nghe có vẻ hơi kỳ lạ. An Hạnh Nhi không biết Diệp Thương Ngôn đang tức giận cái gì, cô để ý đến cảm nhận của em gái anh như vậy, chẳng phải anh nên vui sao? Thôi bỏ đi, dù sao cô cũng không thể hiểu được người đàn ông này, khỏi phải lãng phí tế bào não của cô. An Hạnh Nhi hít sâu một hơi rồi ra khỏi phòng. Tầng dưới, người nhà họ Diệp đều ở đây, xem ra vừa nãy mọi người đã thu xếp cho Diệp Phỉ Văn ổn thỏa nên giờ này đang nghỉ ngơi trong phòng khách. Văn Văn đã lâu không bị bệnh lại, thật đáng sợ. Cũng may bác sĩ nói không ảnh hưởng đến tim, lần sau nhất định phải chú ý nhiều hơn. Lưu Tử Địch nói, anh lo lát nữa Văn Văn ngủ dậy lại nhớ đến Pamela thì phải làm sao. Diệp Thương Minh hơi bất lực, hay là bây giờ đi tìm một con mèo khác giống hệt Pamela cho em gái, khi nào con bé tỉnh dậy thì cho nó một bất ngờ. Diệp Thương Ngôn đề nghị, không cần, mẹ sợ con bé nhìn thấy con mèo khác lại bị tổn thương. Vân Vũ Phương nói, xem tình hình sau khi con bé dậy thế nào sau đó hỏi ý kiến nó, mẹ hy vọng sau lần này đừng nuôi thú cưng nữa, thời gian thú cưng ở bên ta cũng có hạn. Cũng phải, Lưu Tử Địch phụ họa, lát sau khi ngước mắt lên, cô ta lập tức giật mình, những người khác nhìn thấy ánh mắt Lưu Tử Địch cũng không khỏi nhìn về phía đó. Sau đó mọi người thấy Diệp Thương Ngôn và An Hạnh Nhi từ trên cầu thang đi xuống, không phải nói An Hạnh Nhi đã đi rồi sao, sao cô vẫn còn ở đây? Mọi người đều ngạc nhiên nhưng không ai nói gì, ai cũng biết nói lời này ra sẽ xúc phạm người khác. Ngược lại An Hạnh Nhi rất bình tĩnh, cô nở nụ cười tự nhiên rồi nói, con có chuyện muốn nói với mọi người nên chưa đi, con thấy Văn Văn đã về phòng nên mới theo Thương Ngôn xuống đây, chắc sẽ không chạm mặt Văn Văn, khiến con chịu thiệt thòi rồi. Vân Vũ Phương nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa, chủ động kéo An Hạnh Nhi lại, dường như rất thân thiết, bà cũng thật sự thấy hơi áy náy. Mẹ khách sáo quá rồi, con đã nói là con hiểu mà. An Hạnh Nhi mỉm cười nhẹ, con có lời này muốn nói với mọi người, nói xong con sẽ đi. Ngồi đi, dù sao bây giờ Văn Văn cũng ngủ rồi, nó sẽ không xuống đây ngay đâu. Vân Vũ Phương niềm nở nói, An Hạnh Nhi gật đầu, cô cũng ngồi xuống sofa, mọi người đều nhìn cô, có vẻ như đều đang đợi cô nói. An Hạnh Nhi cũng không vòng vo, chuyện của Pamela thật sự không liên quan đến con, chuyện này con không cần giải thích. Vân Vũ Phương ngắt lời cô, mọi người đều biết chắc chắn Pamela không phải do con giết, sáng nay Văn Văn quá kích động, cái chết của Pamela đã tạo thành cú sốc lớn với con bé nên mới nói không suy nghĩ như vậy. Con yên tâm, mẹ và mọi người trong nhà đều tin chuyện này không liên quan đến con, Văn Văn cũng tin như vậy. Nếu Văn Văn cũng tin thì con không cần phải đi nữa. An Hạnh Nhi cười khẽ, hơi bất đắc dĩ, con bé nhất thời không chấp nhận được sự thật Pamela đã chết, nên tự nó đã đi vào ngõ cụt. Mấy ngày nữa Văn Văn chấp nhận được cái chết của Pamela thì sẽ không sao nữa. Vân Vũ Phương cố gắng làm dịu bầu không khí, nhưng con nghĩ con vẫn cần phải nói ra sự thật. An Hạnh Nhi rất kiên quyết, không phải cô vẫn luôn đồng ý sao? Sao bây giờ lại đột nhiên đổi ý rồi? Đồng Vận Khiết bắt đầu châm dầu vào lửa, cô làm vậy không phải là đang cố ý làm khó gì sao? Khiết Khiết, Diệp Thương Hải thấp giọng gọi. Đồng Vận Khiết không quan tâm đến Diệp Thương Hải, cô ta lại lẩm bẩm thêm vài câu, nếu không đồng ý với sắp xếp của dì thì nên nói ra, vừa làm gái điếm vừa lập miếu thờ trinh, không cảm thấy bản thân vô liêm sỉ à? Khiết Khiết, giọng Diệp Thương Hải rõ ràng đã nặng nề hơn, khoảnh khắc đó thậm chí Đồng Vận Khiết còn cảm nhận được một ánh mắt rất sắc. Cô ta thầm cắn răng, Diệp Thương Ngôn trước nay luôn khịt mũi coi thường phụ nữ, đã bao giờ anh ra mặt vì một người phụ nữ nào, nhưng lúc này anh lại nhìn cô ta chằm chằm, là đang cảnh cáo cô ta sao? An Hạnh Nhi cũng nhìn Đồng Vận Khiết, đương nhiên cô biết chắc chắn cô ta không phải đồng bọn của mình, mà sở dĩ cô ta tốt bụng nhắc nhở cô để ý Diệp Phỉ Văn cũng không phải thật sự muốn giúp cô, có lẽ chỉ là một câu nói thuận miệng mà thôi, sau đó chờ xem trò cười của cô. Bây giờ thấy cô cũng bị Diệp Phỉ Văn bắt nạt thê thảm như vậy, trong lòng chắc vẫn đang giễu cợt, vậy nên cô ta mới không kìm được cố ý châm chọc vài câu, vừa có thể khiến cô khó xử, vừa có thể xoa dịu bản thân sau khi chịu ức ức, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, không thể không nói, trong lòng Vân Vũ Phương lúc này cũng không thoải mái lắm, thật ra bà biết trong chuyện này An Hạnh Nhi đã chịu thiệt thòi,
có cô con dâu nào ngày đầu tiên về nhà chồng đã bị đuổi ra khỏi nhà đâu, bà cũng rất áy náy, nhưng nghe nói An Hạnh Nhi thấu tình đạt lý từ nhỏ nên bà cũng hy vọng và cũng tin cô hiểu được. Tuy nhiên lúc này, An Hạnh Nhi nhất quyết muốn chứng minh sự trong sạch của mình như vậy, nhìn thế nào cũng có cảm giác không chịu bỏ qua, nhất là có Đồng Vận Khiết châm ngòi ly gián. Hành động của An Hạnh Nhi rất dễ khiến người nhà họ Diệp thấy phản cảm, dù sao trong mắt người nhà họ Diệp, sức khỏe Diệp Phỉ Vân lúc này là quan trọng nhất, những chuyện khác đều không quan trọng. Chương 79, vạch trần bộ mặt thật của kẻ xấu xa. An Hạnh Nhi đương nhiên rất rõ lời nói của Đồng Vận Khiết sẽ có tác động nhiều như thế nào, cô cũng biết rõ hành vi bây giờ của mình sẽ đánh tan hết những ấn tượng tốt của nhà họ Diệp đối với mình, nhưng, sống lại một đời, cô không muốn lại làm mình phải chịu oan ức nữa, một chút cũng không được. Cô nói, tôi làm không phải vì chứng minh sự trong sạch của mình, bởi vì không cần chứng minh. Tôi biết các người cũng không tin cái chết của Pamela không có liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn nói cho các người rốt cuộc cái chết của Pamela có liên quan đến ai. Đối với tôi chuyện này không quan trọng gì cả, nhưng đối với mọi người, chuyện này rất quan trọng. Mặc dù Vân Vũ Phương chưa nói gì nhưng trên mặt đã xuất hiện vẻ không kiên nhẫn. Bà ta luôn nghĩ rằng An Hạnh Nhi là người thật thà, thiện lương, hiền lành. Con trai bà cưới An Hạnh Nhi, bà cũng thật lòng đón nhận. Huống chi nhà họ không có nhiều quy củ, luôn tôn trọng tự do yêu đương, sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của con cháu. Chỉ cần con cháu thích thì đã vào cửa nhà họ Diệp rồi sẽ đối xử như con của mình. Ngay cả Đồng Vận Khiết, người mà trước giờ bà vẫn luôn không thích thì bà cũng có thể miễn cưỡng làm mình lịch sự tiếp nhận. Chỉ là lúc này An Hạnh Nhi đánh mất toàn bộ thiện cảm của bà, thậm chí còn cảm thấy hơi bài xích. An Hạnh Nhi nhìn thấy rõ cảm xúc của Vân Vũ Phương thay đổi, cô không nhanh không chậm nói tiếp, chuyện này có liên quan đến Văn Văn, cô có ý gì? Lưu Tử Địch đã thoải mái hơn đôi chút, lúc này nghe An Hạnh Nhi nói vậy thì vội vàng hỏi, cái chết của Pamela có liên quan đến Văn Văn? An Hạnh Nhi lặp lại lời vừa rồi, cô nói thẳng chân tướng ra, là Văn Văn hại chết Pamela. Con nói bậy cái gì đấy? Vân Vũ Phương có phần không khống chế được cảm xúc. Văn Văn thích Pamela như vậy, sao con bé có thể hại chết Pamela được? Hạnh Nhi, mẹ thật sự thích con, cũng biết chuyện này con phải chịu oan ức, mẹ cũng rất áy náy, nhưng con cố ý đảo lộn thị phi như vậy thật sự khiến mẹ tức giận. Con có chứng cứ. Trái lại với sự tức giận của Vân Vũ Phương, An Hạnh Nhi lại bình tĩnh rất nhiều. Vân Vũ Phương nhìn An Hạnh Nhi. An Hạnh Nhi nhìn về phía một góc ngoài phòng khác, hắn giọng nói, Cầm Cầm, cô đi ra đi. Cầm Cầm vội vàng nơm nớp lo sợ đi ra. Cầm Cầm, cô nói lại những chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe đi. An Hạnh Nhi dịu dàng nói, Cầm Cầm lại vẫn sợ hãi không thôi, cơ thể cô ta run không ngừng. Tất cả mọi người đều nhìn Cầm Cầm, ai nấy đều không hiểu ra sao. Cầm Cầm bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mặt mọi người, là tôi giết chết Pamela. Tất cả mọi người đều hết sức kinh hãi. Vân Vũ Phương là người hoàn hồn đâu tiền, bà ta quát Cầm Cầm, vì sao cô lại hại Pamela, cô biết rõ nó là thú cưng cô chủ thích nhất, vì sao cô lại hại nó, nhà họ Diệp tôi đối xử với cô không đủ tốt à, biết nhà cô khó khăn nên thường thường còn trộm cho cô ít tiền cùng ít đồ dùng gia đình, thế mà cô lại làm ra loại chuyện này, bà chủ, không phải tôi muốn làm, thật sự không phải tôi luôn biết ông chủ, bà chủ và cậu chủ cô chủ đối xử rất tốt với tôi hận không thể làm trâu làm ngựa báo đáp mọi người. Cầm Cầm vừa khóc vừa nói, là cô chủ muốn tôi giết chết Pamela, nói lung tung. Diệp Thiện Nhân lập tức nổi giận, hoàn toàn không chấp nhận được việc con gái yêu của mình bị phỉ báng như vậy. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn trà trước mặt, dáng vẻ phẫn nộ vô cùng. Cầm Cầm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nửa ngày cũng không nói được một từ. Chẳng lẽ tôi còn không rõ Văn Văn là người như thế nào à? Thế mà cô dám nói xấu con bé như vậy, sau này cô cũng đừng tiếp tục làm người giúp việc cho nhà họ Diệp nữa, cút ngay cho tôi. Diệp Thiện Nhân hét lên, những người khác cũng không dám thở mạnh. Dù sao kể từ sau khi Diệp Thiện Nhân lùi về tuyến 2, suốt nhiều năm trôi qua vẫn chưa từng thấy Diệp Thiện Nhân tức giận như bây giờ. Ông chủ, tôi không nói dối, tôi thật sự không nói dối, thật sự là cô chủ nói tôi làm, thật sự. Cầm Cầm liên tục khóc hét, Diệp Thiện Nhân căn bản không nghe, tất cả mọi người đều không nghe, không ai tin Diệp Phỉ Vân sẽ làm ra loại chuyện này, cho nên lúc này, Đồng Vận Khiết lại cố ý châm chọc, cô ta nói, An Hạnh Nhi, vì muốn rửa sạch tội danh của mình mà chuyện gì cô cũng dám làm, còn bắt tay với người giúp việc để cô ta nói dối giúp cô, nói dối thì cứ nói dối đi,
thế mà còn liên lụy đến Văn Văn, chật chật, thật đúng là còn đê tiện hơn cả sự đê tiện mà tôi nghĩ. An Hạnh Nhi liếc nhìn Đồng Vận Khiết, cô nói, có phải cô sợ tôi làm sáng tỏ lấy lại trong sạch cho mình thì lòng tự trọng của cô không chịu nổi đúng không? Dù sao năm đó cô đã ngậm một bụng bồ hòn, cô, Đồng Vận Khiết tức giận đến cả người phát run. An Hạnh Nhi căn bản không liếc nhìn Đồng Vận Khiết một cái, cô nói với Vân Vũ Phương cũng đang nổi nóng, mẹ, con biết mọi người khó mà tin được chuyện này, vốn con cũng không định nói ra, nhưng con cảm thấy nếu con không nói thì mới thật là hại Văn Văn, rốt cuộc con có chứng cứ gì? Giọng điệu của Vân Vũ Phương đã lạnh hơn rất nhiều, dường như không muốn nói lời vô nghĩa với An Hạnh Nhi nữa. An Hạnh Nhi đi đến trước mặt Cầm Cầm, cô nói, cô lấy chứng cứ ra đi. Dường như Cầm Cầm vẫn còn do dự, nhưng khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt của An Hạnh Nhi, cô ta vẫn hạ quyết tâm. Cô ta nói, đêm qua lúc cô chủ sắp đi ngủ thì đột nhiên muốn tôi giết Pamela, cô ấy không nói cho tôi biết vì sao phải làm như vậy. Chỉ muốn tôi giết chết Pamela rồi ném xuống bể bơi ở vườn hoa mà không được để ai biết. Sáng hôm sau ôm xác của nó đến phòng của cô ấy. Thật ra tôi đã từ chối, nhưng cô chủ khăng khăng muốn làm. Nhìn không phải nói đùa, cũng uy hiếp tôi. Nói nếu tôi không làm như vậy thì cô ấy sẽ đuổi tôi đi. Vì công việc, tôi đành phải thỏa hiệp. Chứng cứ đâu? Đồng Vận Khiết lạnh lùng hỏi. Cầm Cầm hơi kinh hãi nhìn thoáng qua Đồng Vận Khiết. Vốn dĩ cô ta đang trong trạng thái hoảng sợ. Bây giờ đột nhiên bị ngắt lời thì không biết nên nói gì nữa, sắc mặt An Hạnh Nhi hơi thay đổi, tuy là người giúp việc nhưng mong cô cho cô ấy chút tôn trọng, chờ cô ấy nói cho hết lời, sắc mặt Đồng Vận Khiết khó coi vô cùng, An Hạnh Nhi đang châm chọc cô không tôn trọng người giúp việc, được, cô lại muốn nhìn xem An Hạnh Nhi có thể làm được cái gì, ngay hôm qua cô nhắc nhở An Hạnh Nhi đề phòng con ranh Diệp Phỉ Văn này cũng không phải xuất phát từ lòng tốt gì, chẳng qua là thuận miệng nói. Chờ nhìn thấy cô ta mất mặt mà thôi, người bình thường thật sự không phải đối thủ của cô nàng Diệp Phỉ Văn này. Cầm Cầm, nói tiếp đi, An Hạnh Nhi ôn hòa nhắc nhở, chuyện mới cập nhật. Cầm Cầm gật đầu, lại nói tiếp, tuy rằng thỏa hiệp nhưng tôi vẫn rất nghi ngờ. Tôi thật sự không biết vì sao đang yên đang lành mà cô chủ lại muốn giết Pamela. Rõ ràng Pamela cũng không phạm sai lầm gì, cũng không thể vì cào cậu ba bị thương nên cô chủ mới làm vậy với Pamela. Mang theo nhiều nghi ngờ và không chắc chắn như vậy. Tôi lo lắng nếu tôi thật sự giết Pamela thì chẳng may tối hôm qua cô chủ chỉ đơn giản là tâm trạng không tốt. Lời nói lúc tức giận. Nếu tôi làm như vậy thật, cô chủ mà truy cứu thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Vì thế ngay trước khi chuẩn bị ra tay giết Pamela, tôi đã đi đến phòng của cô chủ một chuyến để xác nhận lại. Cũng đã ghi âm đoạn hội thoại của chúng tôi lại. Chương 80, bộ mặt thật của kẻ xấu hoàn toàn bị lôi ra ánh sáng, biệt thự nhà họ Diệp, tất cả mọi người đều khiếp sợ đối với lời Cầm Cầm nói, ban đầu tất cả mọi người đều cảm thấy lời của Cầm Cầm là vô căn cứ, hoặc là cảm thấy cô ta bị An Hạnh Nhi xúi dục, dù sao không ai tin tưởng cái chết của Pamela có liên quan đến Diệp Phỉ Văn, nhưng giờ phút này, Cầm Cầm đột nhiên nói có ghi âm, vẫn làm mọi người nửa tin nửa ngờ, Cầm Cầm cũng không nhìn ánh mắt của mọi người. Cô ta lấy di động trong quần áo ra, sau đó thao tác vài cái, điều chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất rồi mở đoạn hội thoại của mình và Diệp Phỉ Văn ra. Diệp Phỉ Văn, làm xong chưa? Cầm Cầm, vẫn chưa, tôi không sống tay được. Diệp Phỉ Văn, Pamela là mèo của tôi chứ không phải của cô, có gì mà không xuống tay được, lập tức giết nó cho tôi, sáng mai tôi muốn thi thể nó xuất hiện ở trước mặt mình. Cầm Cầm giọng nói có phần nức nở, cô chủ. Pamela làm gì sai mà cô lại làm vậy với nó, Diệp Phỉ Văn giọng nói rõ ràng đã tức giận, còn có phần tàn nhẫn, chuyện của tôi cần cô hỏi đến à, tôi giao việc cho cô làm ngay cho tôi là được, không làm được thì cút ngay cho tôi, Cầm Cầm yên lặng thật lâu, vâng, Diệp Phỉ Văn, đúng rồi, sau khi cô giết được Pamela thì đi đường từ sau vườn hoa hướng đến bể bơi, đường đó không có camera, sẽ không bị ai phát hiện, cẩn thận một chút. Đừng cho bất cứ ai biết được, Cầm Cầm, vâng, Diệp Phỉ Văn, làm xong thì nói cho tôi một tiếng, đừng để tôi phải chờ lâu, Cầm Cầm, vâng đoạn ghi âm kết thúc, đôi mắt Cầm Cầm đã đỏ rực, cô thật sự không muốn vạch trần cô chủ, nhưng mà cô thật sự không còn cách nào khác, cô có hỏi ý kiến của em trai học luật, Bắc Văn Quốc thật sự có pháp luật bảo vệ thú cưng, thật sự có phán ngồi tù có thời hạn, chẳng qua bây giờ không quá thông dụng nên rất nhiều người không biết mà thôi.
cũng may lúc trước cô sợ bị cô chủ truy cứu trách nhiệm nên đã ghi âm lại. Em trai cô nói đoạn ghi âm này có thể giúp cô phủi sạch quan hệ, nếu thật sự phải truy cứu trách nhiệm pháp luật thì cũng là cô chủ gánh vác, cho nên cô chỉ có thể đưa ra ánh sáng, cô không thể ngồi tù, cũng không thể có hồ sơ phạm tội bị lưu lại. Cô biết mình rất ích kỷ, chỉ là cô không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa chuyện cô chủ thích cậu ba vốn chính là chuyện không đúng, thật sự nên bị ngăn cản từ sớm mới đúng. Cầm Cầm không ngừng an ủi chính mình, muốn trong lòng mình dễ chịu hơn một chút, muốn cho cảm giác tội lỗi vì mình phản bội cô chủ càng ít đi một chút. Phòng khách lúc này, tất cả mọi người không nói được lời nào, không ai có thể nghĩ đến Diệp Phỉ Vân luôn luôn mềm yếu, chẳng may giết một con kiến cũng khóc nửa ngày lại làm chuyện ác độc thế này. Còn là ác độc giết chết Pamela vẫn luôn ngoan ngoãn làm bạn bên người cô ta, hai mặt trái ngược thế này làm cho người ta không chỉ không chấp nhận được, trong lòng còn kìm nén phẫn nộ vô cùng. Rõ ràng Diệp Thiện Nhân đang ở bờ vực bùng nổ, lúc nghe thấy file ghi âm đoạn hội thoại, ông ta quả thật không tin đó là con gái mình, quả thật không tin con gái mình sẽ nói ra lời ấy, làm ra loại chuyện ấy, hai tay đang nắm chặt của ông ta cũng run lên, cả người run rẩy kịch liệt. Truyện tiên hiệp hay, ngay khi tất cả mọi người đều đang kiềm chế không dám bộc phát cảm xúc, trên tầng 2, có tiếng bước chân đột ngột vang lên. Mọi người quay đầu nhìn thấy Diệp Phỉ Vân đang đi xuống từ cầu thang tầng 2, trên người là váy ngủ mềm mại màu trắng, sắc mặt thì trắng bệch vô hại. Ai có thể liên tưởng cô gái trong đoạn ghi âm cùng với Diệp Phỉ Vân ngoan ngoãn dịu dàng động lòng người ở trước mặt này là một. Khoảnh khắc tất cả mọi người vẫn chưa có hành động gì, đôi mắt Diệp Phỉ Vân đột nhiên đỏ lên, bởi vì cô ta nhìn thấy An Hạnh Nhi vẫn còn ở phòng khách nhà họ Diệp, đây là chuyện cô không thể chấp nhận được. Đương nhiên, tất cả chuyện này đều là cô ta cố ý sắp xếp. Pamela chết, hôm nay cố ý phát bệnh, cả chuyện bây giờ mới xuống nhà, tất cả đều là cô ta sắp đặt. Cô ta biết rõ muốn đuổi An Hạnh Nhi đi, muốn ly gián quan hệ của An Hạnh Nhi và nhà bọn họ thì chuyện quan trọng nhất chính là làm cho bọn họ nảy sinh mâu thuẫn. Cô đẩy tội làm Pamela chết lên người An Hạnh Nhi, cô biết rõ sẽ không ai tin tưởng, nhưng cũng sẽ không ai trách tội cô, chỉ nghĩ cô quá đau lòng, muốn trút cảm xúc ra, nhưng An Hạnh Nhi bị oan uổng thì nhất định sẽ phản kích, mà cô ta càng chứng minh mình trong sạch thì sẽ càng phản kích kịch liệt hơn, lại càng làm nhà bọn họ phản cảm cô ta hơn. Một khi như thế, kế hoạch của cô sẽ thành công. Cô thật đúng là lo lắng liệu An Hạnh Nhi có từ bỏ không, dù sao nghe nói An Hạnh Nhi không phải người thích gây chuyện thị phi, bị oan ức gì cũng tự mình chịu đựng, chẳng may cô ta thật sự nén giận giống như Đồng Vận Khiết lúc trước. Vậy thì dù kế hoạch của cô thất bại nhưng cũng không uổng phí, ít nhất có thể làm An Hạnh Nhi khó chịu, có thể ăn hiếp người phụ nữ này cũng là một loại cảm giác thành tựu. Nhưng hiển nhiên, kết quả bây giờ tốt hơn những gì cô nghĩ, ít nhất Đồng Vận Khiết còn biết nếu muốn tiếp tục an ổn ở lại nhà họ thì không thể khiến quan hệ của mọi người căng thẳng. Nhưng hình như An Hạnh Nhu còn ngu xuẩn hơn Đồng Vận Khiết, uổng công cô còn tưởng An Hạnh Nhi có chỗ không giống. Dù sao tuy rằng cô không đi tham gia hôn lễ của An Hạnh Nhi và anh bà nhưng cũng nhìn từ đầu đến cuối, mang theo cảm giác ghen tị, căm hận để xem xong, nhìn thấy An Hạnh Nhi đội mũ phượng, xinh đẹp khí phách như niết bàn sống lại, làm cô không thể không thừa nhận mình bị hoảng hốt trước khí thế của An Hạnh Nhi. Nghĩ đến cảnh kia, cô lại căm hận vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ là bộ đồ cưới của anh ba tăng thêm khí thế cho An Hạnh Nhi, trút bỏ bộ quần áo đi. An Hạnh Nhi không là cái gì cả, suy nghĩ trong lòng Diệp Phỉ Vân trăm nghìn lần, nhưng vẻ mặt biểu hiện ra lại một mạc tinh khiết, chỉ đơn thuần là lúc này nhìn thấy An Hạnh Nhi thì mắt đỏ lên, dáng vẻ hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Cô, sao cô ta vẫn còn ở đây, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, thật sự không khác gì thỏ trắng, khiến người nhìn thấy là sinh ra ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Đây là ô dù lớn nhất mà Diệp Phỉ Vân tìm đến cho mình từ khi nhỏ, một khi cô ta làm như vậy, tất cả mọi người sẽ theo cô ta, chiều cô ta vô điều kiện, lúc này, cũng sẽ như thế. Diệp Phỉ Vân cứ yên lặng như vậy để chờ người nhà họ Diệp quan tâm, thậm chí là vội vàng lại đây giúp đỡ mình. Thật ra từ khi rời khỏi bệnh viện về nhà, cô vẫn chưa từng ngủ, đương nhiên cũng không phát bệnh. Cô đợi mọi người rời khỏi thì mở mắt, sau đó hỏi người giúp việc mới biết được An Hạnh Nhi không đi mà vẫn ở phòng khách. Không cần nghĩ cũng biết cô ta đang làm sáng tỏ cho chính mình. Thời điểm kia cô còn mừng thầm, cô cố ý dành chút thời gian để An Hạnh Nhi biểu diễn sau đó xuất hiện dưới thời cơ thích hợp.
hoàn toàn làm cho An Hạnh Nhi trở thành trò hề, hoàn toàn làm cho người trong nhà mất hết thiện cảm đối với An Hạnh Nhi. Cứ như thế, cô có thể dễ dàng chia rẽ An Hạnh Nhi và anh ba. Đúng, cô thích anh ba của mình, là phụ nữ thích đàn ông, mà cô tuyệt đối không cho phép người phụ nữ nào có được anh. Chương 81, điên cuồng vả mặt cô em chồng. Sao, sao cô ta vẫn còn ở đây? Diệp Phỉ Văn vô cùng khó chịu nói ra, dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Dựa theo lẽ thường, giờ phút này người cả nhà đều sẽ vây quanh, sợ cô ta xảy ra chút xíu ngoài ý muốn nào. Mà bây giờ, tất cả mọi người lại chỉ mặc kệ nhìn cô ta như vậy, lạnh lùng nhìn cô ta, không có bất kỳ hành động nào. Diệp Phỉ Văn cũng không suy nghĩ nhiều, vành mắt cô ta đỏ bừng, con thật sự không muốn nhìn thấy chị ta, con thật sự không muốn nhìn thấy chị ta, đừng để con nhìn thấy, được không? Chính là đang lợi dụng yếu đuối của mình để giành lấy chú ý và đồng tình của tất cả mọi người, thậm chí lúc này còn hơi lảo đảo ngã người về phía sau, chính là dáng vẻ ngay lập tức sẽ té xỉu. Cô ta không tin mình đã như vậy rồi mà bọn họ vẫn còn thờ ơ, tại sao con lại muốn vu oan cho An Hạnh Nhi? Đột nhiên Diệp Thiện Nhân hét lên, dường như khiến cả tòa biệt thự chấn động, không chỉ tất cả mọi người ở đại sảnh đều bị dọa sợ, mà lúc này Diệp Phỉ Văn cũng bị dọa sợ, ngay cả suy nghĩ muốn té xỉu cũng quên luôn. Cô ta kinh ngạc nhìn ba mình, nhìn người mà đã lớn như vậy, lần đầu tiên nổi trận lôi đình với cô ta, bởi vì một An Hạnh Nhi lại có thể đối xử với cô ta như vậy. Từng giọt nước mắt của Diệp Phỉ Văn rơi xuống, thoạt nhìn vô cùng oan ức. Ba, không phải con vu oan cho chị dâu ba, con cũng đã nói rồi, con tin chị ta không giết Pamela, nhưng bởi vì hôm qua giữa chị ta và Pamela xảy ra chuyện không vui, con sẽ không khống chế được mà nghĩ đến phương diện kia, nhưng con biết, chắc chắn không liên quan đến chị dâu ba, nhưng mà con lại không khống chế được bản thân, con, thật sự rất khó chịu, vẫn là dáng vẻ khóc lóc sướt mướt như vậy, vẫn là dáng vẻ dịu dàng khiến người ta thương yêu như vậy. An Hạnh Nhi im lặng nhìn Diệp Phỉ Văn biểu diễn, tất cả mọi người cũng đều nhìn như vậy, lúc này mới thật sự mở mang tầm mắt, biết được cái gọi là vừa muốn làm kỹ nữ lại vừa muốn lập đền thờ trinh tiết là thế nào. Còn không nói thật, Diệp Thiện Nhân tức đến độ cả người đều run rẩy, vừa liên tưởng đến đoạn ghi âm mới nghe được với dáng vẻ hoàn toàn khác biệt bây giờ của Diệp Phỉ Văn là tức đến nổ phổi. Chưa từng nghĩ đến, thật sự chưa từng nghĩ đến, ở nơi ông ta không nhìn thấy, con gái ông ta lại nham hiểm độc ác như vậy. Rốt cuộc yêu thương bọn họ dành cho cô ta là thật sự giúp cô ta hay là hại cô ta trở thành dáng vẻ khiến người ta căm tức như thế này? Được rồi, con không trách chị dâu ba nữa, con không trách nữa. Diệp Phỉ Văn khổ sở khóc, là tự Pamela rơi xuống bể bơi chết chìm. Con không trách chị dâu ba, con lập tức về phòng. Sau này con cũng không nói thêm nữa, sau này con, đều là lỗi của con, là con khiến mọi người khó xử, là con. Nói rồi xoay người muốn rời đi, bày ra dáng vẻ đau buồn tự trách, nếu không phải biết bộ mặt thật của cô ta, ai cũng không thể tưởng tượng nổi, dáng vẻ này đều là cô ta ngụy trang. Diệp Phỉ Văn, Pamela là con giết chết, con còn muốn giả vờ đến khi nào? Diệp Thiện Nhân thật sự tức giận rồi, hận không thể một phát tát chết cô ta. Diệp Phỉ Văn khẽ giật mình, giây phút đó, dường như không thể tin nổi lời ba cô ta nói, hồi lâu cô ta không có bất kỳ phản ứng gì, thật sự là phản ứng không kịp. Con còn không nói phải không? Diệp Thiện Nhân gầm lên giận dữ. Diệp Phỉ Văn hoàn hồn, lúc này cũng bất giác nhận ra cái gì rồi. Cô ta quay đầu nhìn về phía Cầm Cầm, nhìn Cầm Cầm căn bản không dám nhìn thẳng vào cô ta, chỉ im lặng đứng ở nơi đó, cả người run rẩy, vẫn luôn không ngừng run rẩy. Cầm Cầm đều nói cả rồi, con còn muốn giả vờ đến khi nào? Diệp Thiện Nhân thật sự tức không chịu được. Không ngờ cô con gái mà ông ta vẫn luôn cho là tốt bụng như thiên thần lại có trái tim độc ác đến như vậy. Quả thật chính là sỉ nhục của nhà họ Diệp bọn họ. Cầm Cầm nói cái gì? Vành mắt Diệp Phỉ Văn đỏ bừng, vẫn tỏ ra không biết gì. Hỏi, An Hạnh Nhi thật sự bội phục Diệp Phỉ Văn. Đến lúc này rồi mà vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy. Nói Pamela là con bảo cô ta giết chết. Giọng nói của Diệp Thiện Nhân vẫn rất to. Chính là tức đến không cách nào khống chế. Cầm Cầm, cô nói cái gì? Cô ta không dám tin hỏi, giọng nói mang theo nghiêm khắc, nhưng bởi vì âm lượng không lớn nên vẫn có vẻ rất dịu dàng. Cô chủ, xin lỗi, xin lỗi. Nước mắt Cầm Cầm rơi như mưa, tôi thật sự không muốn vạch trần cô, tôi thật sự không muốn,
nhưng mà không nên, cô không nên làm như thế, rốt cuộc cô đang nói cái gì, chỉ bởi vì tối qua tôi mắng cô vài câu mà cô đã muốn vu oan cho tôi như vậy sao? Diệp Phỉ Vân tỏ vẻ khó chịu, bình thường tôi đối xử với cô chưa đủ tốt sao, chỉ nói mấy lời nặng lời với cô mà cô đã ghi hận trong lòng như vậy rồi, không phải cô chủ, không phải, cô đừng giả vờ nữa, bọn họ đều biết rồi, thật sự đều biết cả rồi. Cầm Cầm vừa sốt ruột vừa khó chịu nói, lúc này, cô chủ càng diễn nhiều thì càng khiến người ta buồn nôn mà thôi, thật ra cô ta chưa từng muốn khiến cô chủ phải khó xử như vậy, đều biết cái gì, đều biết hôm qua tôi mắng cô sao. Diệp Phỉ Vân cố tình nói lảng sang chuyện khác, cô chủ, đúng rồi, giọng nói Diệp Thiện Nhân mang theo tức giận cùng cực, dường như đã không còn chút kiên nhẫn nào, mở ghi âm, Cầm Cầm nơm nớp lo sợ. Sau đó lấy điện thoại di động ra mở đoạn ghi âm mà vừa rồi mới mở cho mọi người nghe. Diệp Phỉ Vân vốn đang giả vờ, giờ khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Sắc mặt cô ta trắng bệch, cả người như chợt mất đi linh hồn, không thể tin nổi những gì mình nghe thấy. Vừa rồi cô ta nghĩ rằng, cho dù An Hạnh Nhi ép Cầm Cầm thừa nhận tất cả, chỉ cần không có chứng cứ, cô ta có thể không thừa nhận. Thậm chí cô ta còn có thể vu oan là An Hạnh Nhi và Cầm Cầm cố ý nói xấu cô ta. Dù sao cô ta vẫn luôn để lại ấn tượng tốt với người trong nhà, cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Cô ta không thể ngờ đến chính là, thế mà Cầm Cầm lại ghi âm lại những gì hai người nói với nhau hôm qua. Ghi âm lại, tất cả những gì cô ta ngụy trang 22 năm nay đều lộ ra ngoài ánh sáng, tất cả đều lộ ra trước mặt người nhà cô ta. Không, cô ta không tiếp nhận nổi, cô ta không tiếp nhận nổi chuyện cô ta bị tất cả mọi người nhìn thấu, cô ta vô cùng hoảng loạn. Ánh mắt không ngừng lấp lóe, cả người như muốn sụp đổ, cô ta không ngừng lắc đầu, không ngừng lắc đầu, cơ thể thì lùi về phía sau, còn giả vờ nữa không, Diệp Thiện Nhân hỏi cô ta, tầm mắt Diệp Phỉ Vân mơ hồ, cô ta cắn chặt cánh môi, vô cùng đau khổ, Diệp Phỉ Vân, nhiều năm như vậy, ba nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, ba không ngờ con lại là người như vậy, ba không ngờ cô bé ba bảo vệ từ nhỏ, cô bé ngây thơ tốt bụng. Cho dù khi sinh ra yếu ớt nhưng vẫn giống như thiên thần lại độc ác như vậy. Diệp Phỉ Vân, đối với ba con chính là một sự nhục nhã. Diệp Thiện Nhân không chút che giấu nói ra lời khó nghe, nói khiến cho Diệp Phỉ Vân vô cùng xấu hổ. Vân Vũ Phương thật sự không nhìn nổi nữa, mặc dù không tiếp nhận nổi chuyện con gái mình đột nhiên thay đổi, nhưng dù sao cũng là con gái của mình, dù thế nào cũng vẫn rất đau lòng. Thấy cô ta bị Diệp Thiện Nhân mắng như vậy, dù thế nào cũng sẽ không đành lòng. Bà ta vội vàng đứng dậy kéo lấy Diệp Thiện Nhân, được rồi, ông đừng nói nữa, Văn Văn làm như vậy chắc chắn là có lý do của mình, nó, nói, tiếng nói Diệp Thiện Nhân vô cùng lớn, căn bản không để ý đến lời Vân Vũ Phương nói, hôm nay không nói ra lý do, không nói ra nguyên nhân khiến con làm như vậy, cho dù con chết trước mặt ba, cùng lắm thì ba coi như không có người con gái như con, cũng tuyệt đối không để yên chuyện này.